Các bạn thân mến, ở thành phố Tây Ninh này, nghĩ tới chuyện sở hữu một căn nhà mặt tiền thôi, mình đã thấy sướng rồi. Nhưng hai mặt tiền lại là đẳng cấp khác nha. Cùng trên một con đường, có khi phải hàng chục căn nhà mặt tiền mới thấy được một căn nhà hai mặt tiền. Dễ kinh doanh buôn bán là chắc rồi. Ngoài ra, nó còn giúp cho mình đón được gió, không khí, ánh sáng từ hai bên nữa. Thì bữa nay, mình sẽ đưa bà con đi xem và đánh giá một lô đất hai mặt tiền nằm ngay khu vực Tòa Thánh Tây Ninh này, cách khoảng chừng cây số à. Đất đô thị 100%, hai mặt tiền mà chính chủ đang kêu bán không tới 1,5 tỷ nữa. Các bạn thấy bất ngờ không? 6 điểm khác biệt của những clip nhà đất chợ Tây Ninh là: không làm môi giới, chỉ rõ đường đi, giấy tờ rõ ràng, liên hệ ngay chủ, báo giá công khai và hoạt động toàn quốc. 125 NCX đã có mặt tại Cúp Shop. Đây là một dòng xe được nhập khẩu hải quan chính ngạch ở Việt Nam, giá tốt và đang có đủ 4 màu để cho mọi người có thể là dễ dàng lựa chọn. Hãy đến ngay Cúp Shop ngay bây giờ để nhận ngay mức giá ưu đãi nha. Đây, lô đất này nha các bạn. Ngang qua phía trước trên sổ là 6m. Còn nếu mình tính vuông góc qua là 4,8m. Dài thực tế là 20m. Mặt chính là hướng Nam, còn bên hông là hướng Tây. Toàn bộ diện tích đất là đô thị 100%. Và anh Bình chính chủ kêu bán hết là 1,450 tỷ. Ở đây thuộc ấp Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Phía trước là con đường Trường Chinh, lộ giới 20m. Bên hông là đường số 6, lộ giới 10m. Vị trí đất này nằm sát hai trục đường lớn khác là đường Nguyễn Trọng Cát và đại lộ Điện Biên Phủ. Hai con đường này dẫn về cửa số 12 và cửa Hòa Quyện của Tòa Thánh Tây Ninh nha các bạn. Đất cách Tòa Thánh Tây Ninh là 1 cây số, cách chợ Long Hoa 2 cây. Khu vực này mật độ dân cư cao, đường quy hoạch ô cờ chuẩn châu Âu, trường, chợ, siêu thị bán kính trong vòng 1 cây số là có rất nhiều. Ra ngoài này là đường cách mạng 8 nè, cũng chính là tỉnh lộ 781 nha các bạn. Quẹo trái hay đi thẳng là đều về Sài Gòn được nha. Đất cách Sài Gòn An Sương 81 cây. Bên này là hướng ra Vincom, thì đất cách Vincom là 3,5 cây à. Chỗ này là siêu thị Go nè, có khu vui chơi, sân tennis, hồ bơi, nhà hàng tiệc cưới. Rồi các bệnh viện lớn thì nằm cách đất khoảng 2 cây. Từ đất thì tới khu du lịch Núi Bà tầm khoảng 7 cây. Các bạn thấy vị trí này đẹp không? Chỗ này nếu mà khai thác kinh doanh du lịch, làm nhà nghỉ, khách sạn hết bài. Nếu mình xây nhà phố tầm 3-4 tầng trở lên thì cũng rất là đẹp nha. Đây, chỗ này là view nè, lưng tựa Núi Bà, mặt là hướng Tòa Thánh. Thì cái mặt trước này là cũng hướng ra sông Dầm Cỏ luôn nè bạn. Người ta gọi là tựa sơn mà đạp thủy ha. Đây, ngang qua nếu mà tính vuông góc là 48 bạn nha. Còn trên sổ á, thì chỗ này tại vì nó là góc hai mặt tiền nên mặt tiền chính của mình á, sẽ cắt ngang qua đây nè, thì mình sẽ được là 6m. Chỗ này mình đi xuống khoảng chừng 100m là bên hông của trường học nè, trường Nguyễn Trãi ha. Còn đây là con đường Trường Chinh nha các bạn. Từ đây mình chạy hướng ra đây là 200m là đại lộ Điện Biên Phủ nè. Ngay chỗ này là có cây xăng, là cây xăng 53 nha. Đó, ra ngoài đó mình quẹo trái là đi về khu du lịch Núi Bà, còn quẹo phải là hướng về Tòa Thánh. Khu vực này là đường ô cờ, tiện lợi lắm, đi hướng nào cũng ra vô được hết. Đây là con đường số 6 các bạn. Còn hướng bên này chỉ có 30m thôi là mình ra đường Nguyễn Trọng Cát rồi. Đi thẳng là mình về Vincom Tây Ninh. Quẹo phải là ra cổng chính của trường học Nguyễn Trãi, còn quẹo trái là ra Tòa Thánh Tây Ninh. Thì cổng chính của trường Nguyễn Trãi là nằm trên đường Nguyễn Trọng Cát nha các bạn. Thì con đường Trường Chinh này cũng rất là hay. Nếu mình đi ra hướng đại lộ Điện Phủ nè, rồi đi thẳng qua luôn, thì mình sẽ hướng về xã Bầu Năng, cũng chính là đi tới cái dự án đường xuống cao tốc Hồ Chí Minh Mộc Bài đó các bạn. Đây, đất thổ cư 100% nha. À, xung quanh này nhà cửa bà con rất là nhiều. Hiện trạng thực tế là lô đất đang dài tầm khoảng 22m luôn bạn. Về tới đây nè, sổ sách rõ ràng, sơ đồ rất là đẹp nha. Đây, con đường Trường Chinh các bạn thấy không, lộ giới là tới 20m nè. Thì hiện trạng đường này chắc khoảng chừng 10m thôi. Đất là hướng Nam mặt chính nha, bên hông là hướng Tây. Để đây chúng ta thấy là bởi vì nằm ở ngay chỗ góc hai mặt tiền
Nên là phía trước này á, mình cắt ngang qua là mặt tiền mình là được 6 mét nè các bạn. Rất là tiện lợi cho việc kinh doanh buôn bán nha. Còn nếu mà mình tính cắt ngang qua thì là 4,8 mét, giống như cái cạnh ở phía sau nè. Còn cạnh dài nhất trên sổ là 16 mét. Nhưng thực tế là đường này là chưa mở ra tới 20 mét các bạn. Mặc dù là đã có quy hoạch này hết rồi nè. Thành ra là mình sử dụng là được tới 22 mét lận. Thửa đất này là số 62 thuộc tờ bản đồ số 4. Địa chỉ khu phố Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Tổng diện tích trên sổ là 64,7 mét ha. Nhưng thực tế là hơn 100 mét vuông đó. Đất thổ cư đô thị 100% nha. Đã trừ lộ giới hết rồi. Sổ hồng riêng sử dụng lâu dài. Quy hoạch ở đây đẹp cực kỳ. Khu vực đường ô cờ phủ màu hồng đậm toàn bộ các bạn. Thì xích ở dưới nghe bên hông trường học á, là mai mốt là sẽ xuất hiện một cái con đường bự nữa là đường Trường Chinh mới, gọi là đường xuống cao tốc Hồ Chí Minh Mộc Bài Sa Mát các bạn. Dân cư là dày đặc luôn. Sát bên là Tà Thánh Tây Ninh. Bây giờ mình chạy ra hướng cửa Hòa Diện Tà Thánh Tây Ninh cho các bạn khảo sát khu vực này nha. Ở đây đường bàn cờ mình đi hướng nào cũng ra vô được hết nha các bạn. Đi 200m là ra ngã tư cây xăng 53 đại lộ Điện Biên Phủ nè. Quẹo trái là hướng đi khu du lịch Núi Bà. Đường Điện Biên Phủ này là tuyến đường du lịch kết nối hai địa danh nổi tiếng là Tòa Thánh và Núi Bà. Những ngày lễ hội thì tuyến đường này rất đông. Đường có 6 làn xe, hệ thống chiếu sáng rất là hiện đại. Bà con kinh doanh đa ngành nghề, đặc biệt là nhà nghỉ và khách sạn hoạt động ở khu này rất hiệu quả. Anh chị em thích khu vực này và quan tâm tới lô đất của anh Bình, mình liên hệ trực tiếp với anh Bình luôn là chính chủ nha. Số điện thoại là 0946 812 452, 0946 812 452. Giá toàn bộ không phát sinh là 1 tỷ 450 triệu. Nếu mà xét kỹ mức giá này anh Bình lỗ cũng phải gần 400 triệu rồi. Vì trước đây người ta trả ảnh 1 tỷ 8 mà ảnh không bán. Tính chi phí cơ hội và thời gian đầu tư nữa thì ảnh còn phải lỗ nhiều hơn nữa các bạn. Đây là khu vực của Hòa Diện nè. Mình quẹo phải 100m là cửa số 12 đó, hướng đó là đi đường Nguyễn Trọng Cát, cái vị trí của bất động sản bạn. Bên trái thì hướng về Bầu Năng nha. Mình chạy luôn vô nội ô Tòa Thánh cho bà con nào chưa biết tham quan chút ha. Khuôn viên Tòa Thánh là hơn cây số nha các bạn. Có tổng cộng 12 cửa. Và đây là công trình trăm năm của đạo cao đài, thu hút rất là nhiều khách du lịch trong và ngoài nước tới tham quan mỗi ngày. Cả nhà nghĩ sao về hiện trạng và tiềm năng lô đất của anh Bình? Hãy để lại quan điểm, ý kiến bên dưới video, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm nha. Còn tới đây mình cũng kết thúc clip. Chúc các bạn nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo.